Dạ, em Đức xin chào toàn thể bà con cô bác cùng anh chị em đang theo dõi video của em Đức. Hôm nay để đáp ứng cho những cái nhu cầu của các bác, của anh chị em thì em sẽ làm cái video nói chuyên sâu về cách thức úm con gà. Như những cái video trước em cũng đã nói về những cái vấn đề này rồi, nhưng mà trong một cái video đấy của em nó bao gồm rất là nhiều những cái nội dung nên nhiều bác không nắm bắt được. Thì hôm nay em cũng xin phép để em làm một cái video em nói chuyên sâu vào cái vấn đề úm và những cái vấn đề mình dùng thuốc, dùng kháng sinh và cách làm vaccine, cách cắt mỏ, tất tần tật về con gà. Đấy, thì em sẽ chia nó ra thành mỗi một cái công đoạn, thì em sẽ làm một cái video để cho các bác cùng anh chị em mình nắm bắt được tốt nhất. Chứ làm chung chung thì nhiều các bác không có thời gian các bác xem. Các bác vào các bác chỉ xem có đến một cái đoạn nào đó nhất định là các bác không có thời gian nữa để các bác xem. Nên nó rất là khó. Nên em sẽ chia những cái video này ra, em chuyên sâu vào từng cái vấn đề một để cho mọi người có thể là làm nó có cái hiệu quả tốt nhất. Đấy. Thì về những cái vấn đề về úm thì nó rất là đơn giản thôi các bạn. Thế nhưng mà nó chiếm đến 60-70% cái tỷ lệ thành công của con gà về sau này. Đấy. Nên là em sẽ làm chuyên sâu về từng cái vấn đề một. Như trong cái video, những cái video trước của em đấy, em ra thì rất nhiều các bác hỏi. Các bác trung niên có, các bác trẻ có, còn các bạn cực ít tuổi cũng có. Nhưng kênh của em thì em rất là vinh dự khi được đón nhận những cái bạn tuổi đời còn rất là trẻ thôi, nhưng mà các bạn dám nghĩ, dám làm. Và nhiều bạn có chia sẻ với em, có nhắn tin về cho em và tham khảo cái cách thức chăn nuôi của em. Những cái bạn thì sinh năm 2000, hơn 2000 các bác ạ. Thế nhưng mà các bạn thì cũng rất là có chí hướng, rất là đam mê làm giàu, tìm tòi và học hỏi. Đấy. Cũng có rất là nhiều những cái bác gọi là 50-60 tuổi rồi, các bác cũng hỏi rất là nhiều. Thế nên em rất là vui, rất là vinh dự khi được đón tiếp những bác, những em và anh chị, để em có động lực em làm những cái video nó thật là hay, thật là thiết thực để dành đến cho toàn thể anh chị em cùng các bác được nắm bắt nó tốt nhất. Thì các bác xem video của em Đức thấy nó bổ ích, nó hay thì các bác cho em xin một like, một đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ em Đức chia sẻ. Đấy. Những cái vấn đề em chia sẻ thì nó là thiết thực, nó là công việc của em rồi. Đấy. Thì cũng không lòng vòng nữa, em xin phép đi thẳng vào cái vấn đề là úm con gà làm sao cho nó hiệu quả. Thì điều đầu tiên các bác phải lưu ý nhất cho em cái vấn đề là chọn con giống. Đấy. Con giống nó có chuẩn thì các bác làm nó mới nhàn được và nó mới đạt cái hiệu quả cho các bác được. Chứ con giống mà nó không uy tín ấy, thì bác nuôi nó rất là vất vả. Như cũng rất là nhiều bác nhắn tin hỏi em là mua con giống ở trên những cái hội nhóm Facebook các kiểu. Thì em nói thật, ở trên những cái hội nhóm như vậy ấy, thì nó cũng có người tốt, người xấu các bác ạ. Nhưng mà đa phần cũng vì lợi nhuận hết. Như bây giờ các bác mà đặt 500 gà thì ok, là có thể là người ta cấp được cho các bác cái giống chuẩn. Thế nhưng mà các bác đặt đến 1.000 gà mà người ta không đủ chẳng hạn, thì người ta sẽ đi gom ở 3-4 cái lò về để người ta có thể cung ứng đủ cho các bác cái số lượng gà.
Đấy, thì 3-4 lò cả ở một cái địa phương để tìm được một cái lò ấp nó uy tín thì cũng không phải là chuyện đơn giản rồi. Mà gà họ bắt gộp lại ở mấy lò lại thì không có câu chuyện là có gà chuẩn, đúng không ạ? Đấy, các bác nuôi nhiều thì các bác nắm những cái vấn đề đấy nó rất là rõ. Từ đây em nói để cho những cái bác mới vào, các bác có thể là lựa chọn được cái con giống nó phù hợp nhất và tốt nhất. Thì điều đầu tiên mình cần là gì ạ? Mình cần là mình phải đến những cái cơ sở người ta sản xuất ra con giống đấy, mình xem là cái cách thức người ta nuôi con giống à con gà bố mẹ nó có đạt cái năng suất hay không, có đạt cái hiệu quả hay không, và con gà bố mẹ nó có bị bệnh hay không, để mình bắt cái giống gà đấy thì nó cũng mới đạt được cái hiệu quả cho mình đấy. Chứ cũng nhiều các bác hỏi là tại tại sao là gà cứ về 5-7 ngày nó bị bệnh, nó cứ há mồm lên, nó ngửa cổ lên, nó ngáp, nó cắm đầu xuống đất. Thì cũng là chia sẻ với các bác cái vấn đề đấy, nó là con giống. Vì tại sao nó lại là như thế ạ? Những cái lò uy tín họ ấp ra một con giống để họ cung cấp ra thị trường ấy, thì họ đã qua những cái khâu gọi là chọn lọc con giống của họ rồi. Ví dụ như là họ bán giống thì họ nuôi gà bố mẹ để tự họ cung cấp trứng, để họ lấy trứng đấy họ ấp và bán đến tay người tiêu dùng, thì nó sẽ cực đảm bảo cho các bác. Chứ những cái lò mà không uy tín ấy thì họ sẽ đi nhặt trứng rất là tạp nham, nhà ai có trứng họ cũng đến họ mua đấy. Thì các bác phải biết là những cái con gà mà mình không biết nguồn gốc ấy, thường thường những cái đàn nó bị ORT, đúng không ạ? Thì các lò đấy người ta nhặt những trứng ấy về để người ta ấp, thì em chắc chắn với các bác một điều là 100% cái con gà đấy nở ra nó sẽ dính ORT các bác nhá. Vì cái bệnh đấy nó lây qua bố mẹ và nó đi theo cái gen rồi, nó bị từ ở trong trứng rồi các bác ạ. Nên nó ấp ra lúc mới thì con gà nhìn nó vẫn khỏe mạnh, nhưng mà chỉ tầm 5-7 ngày là nó phát thôi, chứ đàn nào căng thì được nửa tháng là cứ há mồm thôi các bác ạ. Em đã chữa cho rất là nhiều đàn như như vậy rồi đấy. Những cái đàn như vậy thì thường thường là phải tiêm các bác ạ, mà cái giống gà nó bé đề kháng nó không có, đã phải tiêm vào rồi thì nó sẽ chột gà của các bác mất khoảng độ nửa tháng đến 1 tháng nó mới hồi lại được. Thì trong cái quá trình đấy thì con gà nó sẽ so với những cái đàn khác nó sẽ chậm lớn hơn rất là nhiều. Hay tại sao những cái đàn mà chưa tiêm các bác nuôi 2 tháng có thể con gà lên đến 9 lạng đến 1 cân, còn những cái đàn mà tiêm rồi thì không bao giờ quá được cái cửa 7 lạng đâu ạ. Đấy, các bác nào dính rồi thì các bác biết. Đấy, đây là cái vấn đề là chọn con giống. Thì các bác lưu ý, mình cứ thực tế, mình đến tận nơi mình xem cái con giống nó như thế nào, hoặc là có bắt qua trung gian thì cũng phải bắt qua những cái cơ sở trung gian ấy, hay những cái quầy thú y mà người ta nhận thêm cả là cung cấp con giống ấy, thì phải tìm, cũng phải lựa những cái chỗ đấy họ làm uy tín một chút, họ đi bắt cho mình đấy, nhưng mà họ bắt ở những cái lò nó uy tín đấy. Thì các bác sẽ đi tham khảo ở cái khu vực, cái địa phương của các bác, xong để mình đưa ra quyết định mình tìm con giống làm sao cho nó chuẩn nhất. Đấy, thế là cái điều đầu tiên em muốn chia sẻ với các bác là cái hướng để mình chọn con giống. Còn cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề nhiệt độ và cái vấn đề là thuốc úm. Đấy, thì nhiệt độ em cũng đã chia sẻ với các bác ở một số những cái video trước rồi, nhưng mà đa phần là các bác những cái video đấy em làm nó bao gồm nó cũng là khá nhiều của cái vấn đề, nên các bác thường thường xem là không có thời gian xem hết, nên là hôm nay là em mới phải bóc tách ra để cho mọi người nắm bắt. Đấy, thì cái vấn đề úm thì mình quan trọng nhất là nhiệt độ. Đấy, nhiệt độ các bác cứ lưu ý cho em là từ 32 độ cho đến 34 độ. Đấy là nhiệt độ chuẩn cho gà từ 1 cho đến 15 ngày tuổi. Còn sau cái giai đoạn đấy
các bác có thể giảm xuống cho em từ 28 đến 30 độ cho đến trong vòng đến 25 ngày thì mình sẽ rút bỏ điện từ từ trong vòng 1-2 ngày để cho con gà nó thích nghi với môi trường tự nhiên. Còn cái vấn đề về thuốc cũng rất là nhiều bác hỏi em rồi, tại sao gà nó mới úm nó cứ bị chết, ngày chết 5-7 con, chục con mà chết xong nó cứ trương bụng lên, thì đấy là các bác không cho uống thuốc úm nên con gà nó bị như vậy. Tại sao nó lại bị như vậy thì các bác phải hiểu như thế này, con gà ở trong bản thân nó ấy, khi nó ấp ra là ở trong bụng nó đã có một cái cục lòng đỏ để cho nó nuôi cơ thể của nó trong vòng một tuần cho đến vài ngày gì đấy. Thì ngày xưa ấy, con gà mẹ nó ấp con gà con ra thì nó như thế nó là bình thường, tự nó sẽ tiêu vì nó đi ra môi trường nó ăn, nó lại không được ăn no và trong cái dưỡng chất ở ngoài môi trường thì nó cũng không có nhiều. Nhưng bây giờ đa số là mình cho ăn thẳng, ăn cám 100% thì cái hàm lượng chất dưỡng chất ở trong cám nó rất là nhiều các bác ạ. Thì mình cho ăn vào con gà nó sẽ không thể nào nó đào thải kịp được những cái dưỡng chất nó hấp thu vào con gà nên nó sinh ra là nó thừa chất, nó sẽ không đào thải ra được thì nó dẫn đến là nó trướng bụng lên và nó chết đấy. Còn nếu mà lò cái giống quy định nó tốt ấy, thì nó tỷ lệ nó chết nó vẫn có các bác ạ, lác đác nó chết ngày một vài con thì có, những cái con nó yếu quá nó như kiểu người ta nhặt trứng nó lẫn cả những quả trứng nó yếu, hoặc là trong cái quy trình những cái con nào nó ở gần móng điện mà nhiệt độ nó đủ ở trong lò ấy thì nó sẽ nở tốt, và những cái con ở xa cái sợi đốt của cái lò đấy thì những cái con này nó sẽ yếu nó đấy thì nó chết ở trong cái thành phần đấy, nên là nó cái xác suất nó chết là có nhưng mà nó không được quá cái phần trăm 10% cho phép. Đấy, 10% là từ 1 tháng cho đến 20 ngày đấy, và không bao giờ được quá cái phần trăm đấy cả. Nhiều bác chia sẻ là nuôi 500 con cứ ngày chết chục con, 15-20 con thì các bác bảo là chết thế trong vòng một mấy ngày thì hết nửa đàn gà thì chết đấy. Các bác lưu ý là cái thuốc úm là mình phải bắt buộc là phải cho uống, cái đấy là không thể nào là không được. Mình bổ sung theo cái thuốc úm đấy là mình cho uống thêm glucocac để nó tăng cái sức đề kháng, tăng cái điện giải lên, con gà nó khỏe hơn. Đấy là các bác nuôi ít thì các bác chỉ cần làm như vậy thôi trong cái quá trình úm. Mình cẩn thận thì mình cứ mua cái nhiệt kế, nó cũng có 10-20 nghìn thôi, mình mua về để mình quan sát cái nhiệt độ nó chuẩn nhất. Các bác cứ làm đi, cứ làm từ nhỏ cho đến to. Các bác khi các bác đã vững những cái cơ bản rồi thì các bác lên đến cái vấn đề nó nâng cao thì nó quá là đơn giản rồi, nó không có cái gì cả. Con gà nó có khỏe mạnh hay không, nuôi nó có thành công hay không thì nó do cái tỷ lệ úm khá là cao, 60-70% mà do cái kỹ thuật úm mà. Thì các bác úm con gà nó không đủ nhiệt, nó mất đề kháng từ bé rồi thì các bác nuôi đến lớn lên rất là khổ sở trong cái vấn đề là chữa trị và bệnh tật. À, như kiểu trẻ con ấy, các bác cho ăn được nó béo nó khỏe lên được thì nó chống chọi được với mọi thể loại cúm các bệnh tật. Nhưng mà những cái bạn mà bạn từ nhỏ bạn đã không chịu khó ăn uống rồi, bạn người bạn gầy gò ốm yếu, cái bạn đấy rất hay bị nhiễm bệnh hoặc là có thể lây nhẹ cái là cũng có thể nhiễm cảm nhiễm cúm được đấy. Và các hình dung như thế là nó dễ hiểu nhất, nó chân thực nhất, mình tạo được cái khởi đầu nó vững chắc thì những cái bước về sau này mình chỉ việc tiến thôi. Chứ còn em khẳng định luôn các bác mà cứ xem những cái video của em, làm đúng như những cái video của em mà các bác bảo không thành công ấy, mà nuôi gà mà nó chết với cái tỷ lệ nó nhiều ấy thì em mà bồi thường cho các bác
những cái vấn đề đấy, em chịu trách nhiệm về những cái lời nói, về những cái chia sẻ của em đấy. Nếu mà nó không đúng sự thật mà các bác làm nó không đạt cái hiệu quả cho các bác đấy. Như nhiều nghĩ nhiều bác cũng khổ, nuôi vài con gà chết lên chết xuống mãi, bệnh tật thì không nắm được. Thì em chia sẻ những cái vấn đề đấy để cho mọi người làm sao cho nó đạt cái hiệu quả cho mình nhất. Chứ còn em thì cũng không phải là giỏi, hay là không phải là mình biết nhiều, nhưng mà những cái vấn đề ở trong cái chăn nuôi này thì em nuôi lâu rồi, những cái gì em biết thì em sẽ chia sẻ với các bác. Đấy. Để tới đây hôm nay em chỉ chia sẻ qua về cái cách uống, cái cách phòng bệnh và chữa bệnh nữa, thì em sẽ làm cụ thể từng cái video một để cho các bác làm theo, các bác học hỏi nó thuận tiện nhất. Đấy. Nuôi mà mình không có cái kỹ thuật tốt thì nhìn đàn gà nó rất là xấu, bán thợ họ mua họ chê ọc chê eo, cái tâm lý mình bán mình đã không thích rồi các bác ạ. Như người ta vào ấy, người ta khen thì người ta cũng sẽ hạn chế, người ta cũng không khen các bác ở nhà các bác đâu, mà người ta sẽ nói với những người khác là gà nhà các bác nuôi đẹp. Đấy, chứ khen gà các bác đẹp thì người ta lại mua, người ta không dèm được giá các bác, nên thợ họ rất là hạn chế họ khen gà các bác nhá. Có cỏ ấy, những bạn trung gian đưa thợ vào ấy, đàn xấu đàn đẹp các bạn ấy khen chê rõ ràng. Còn thợ thực tế mà mua của mình ấy, họ chỉ có chê thôi các bác nhá, chứ không có khen đâu. Thôi em xin phép dừng cái video ở đây, để hẹn gặp lại mọi người trong cái video gần nhất, để em chia sẻ về sau cái giai đoạn úm thì nó sẽ là cái giai đoạn làm vaccine và cắt mỏ, thì em sẽ chia sẻ cụ thể từng loại gì và làm vào những cái thời điểm nào các bác nhé. Các bác xem hay thì cho em Đức xin một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ em Đức, để giúp em Đức có thêm cái động lực để em Đức làm những cái video chia sẻ đến mọi người nó được chân thực nhất và tốt nhất. Em xin phép được chào toàn thể các bác cùng anh chị em nhà mình.